để có quyền nhập thân. Nhân duyên do một vị thượng tọa ở chùa Phi Lai Châu Đốc đến viếng thăm tu viện Chân Như với mục đích bài bác giới luật tu hành của chúng ta ở đây. Ông cho rằng ăn ngày một bữa và ngủ có 4 tiếng đồng hồ như vậy là không đủ sức khỏe để tu hành. Đó là cách ép sát khổ hạnh vô lý. Ông ta xin đến gặp thầy Phương Trường và hỏi: Bạch thượng tọa, tu viện ở đây tu pháp môn gì? Thầy Phương Trường đáp: Chúng tôi ở đây tu pháp môn giới định tuệ. Bạch thượng tọa, chúng tôi nghe ở đây tu viện chấp giới luật rất khắt khe, có phải vậy không? Đúng vậy. Bạch thượng tọa, xin phép thượng tọa cho chúng tôi được hầu chuyện của thượng tọa. Được. Có vấn đề gì thầy cứ thưa hỏi. Xin phép thượng tọa. Thượng tọa có phải là viện chủ của tu viện này không? Phải. Xin phép thượng tọa. Thượng tọa có phải là thầy Thích Thông Lạc không? Phải. Bạch thượng tọa, trong khi hầu chuyện, con có những sơ sót lỗi lầm, xin thượng tọa tha thứ cho. Không có chi cả, thầy cứ tự nhiên mà thưa hỏi. Bạch thượng tọa, nếu một người tu thiền định mà còn chấp giới luật thì con e rằng còn kẹt trong giới luật chăng? Thầy Phương Trưởng hỏi lại: Kẹt như thế nào? Thưa thượng tọa, trong sáu động vào cửa thiếu thất có dạy: còn tụng kinh, còn niệm Phật, còn giữ giới luật là còn bị trói buộc. Mà còn bị trói buộc thì làm sao gọi là tự tại vô ngại giải thoát? Vậy tự tại vô ngại giải thoát như thế nào? Bạch thượng tọa, đói ăn, khát uống, mệt đi ngủ, đó là sự tự tại vô ngại giải thoát. Như xưa kia thượng sĩ Huệ Tung ăn thịt cá uống rượu, giữa các quan trong triều rất tự nhiên. Người chỉ của thượng sĩ Huệ Trung thấy thế mới hỏi: tại sao em tu theo đạo Phật mà còn ăn thịt cá uống rượu như vậy? Thượng sĩ Huệ Trung trả lời: em là em không phải là Phật, Phật không phải là em. Giới luật là giới luật, giới luật không phải là em và em cũng không phải là giới luật. Mà thượng tọa, lời nói rất là giải thoát. Không có một hạt bụi nào ở thế gian làm phẩy bẩn được ngài. Dù là pháp môn xuất thế gian như của Phật, giới luật cũng không trói buộc ngài được. Bạch thượng tọa, theo con nghĩ, qua lời dạy này chứng tỏ ai còn kẹt trong giới luật là chưa giải thoát. Thầy nói đúng đấy, nhưng đúng ở góc độ của thiền Tâm Độ, không phải thiền của đạo Phật. Sự tự tại vô ngại giải thoát này của thiền Lâm Độ chớ không phải sự tự tại vô ngại giải thoát của đạo Phật. Cho nên hầu hết các thiền sư Lâm Độ không có phạm hạnh phá giới luật như Lâm Tế chém rắn, Nam Tuyền sát miêu, Phần Dương làm cổ thịt cá đại chư tăng, thượng sĩ Huệ Trung ăn thịt cá uống rượu. Bạch thượng tọa, nếu thượng tọa bảo rằng thiền Lâm Độ là không phải của Phật giáo, vậy chứ trên hội Linh Sơn ai niêm qua và ai mỉm cười? Đó là một câu chuyện bịa đặt. Sau này trong Kinh Tạng Nguyên Thủy, Đức Phật không có người thừa kế. Lời di chúc cuối cùng của người dạy con người lấy giới luật làm thầy, giới luật là người thừa kế của Đức Phật mà thôi. Bạch thượng tọa, dạy kinh điển Đại Thừa không phải Phật thuyết sao? Vấn đề này chúng tôi xin miễn bàn. Ai muốn hiểu sao cũng được, đây cũng là duyên nghiệp của chúng sanh chưa gặp được chân pháp. Thầy Phương Trường lái câu chuyện vào chủ đề. Thầy biết tam vô lậu học là gì không? Bạch thượng tọa, là giới định tuệ. Vậy giới định tuệ là ba pháp môn tu tập làm cho hết lậu hoặc, cho nên gọi là vô lậu. Vậy giới là một pháp môn trong ba pháp môn của tam vô lậu học. Giới là một pháp môn để tu tập.
chứ không phải là giáo điều. Nó cũng không phải như pháp luật thế gian bắt buộc mọi người phải tuân theo, phải giữ gìn không được vi phạm. Giới luật của đạo Phật không có tới được ai hết, vì nó là một pháp môn để tu giải thoát tâm con người ra khỏi tam độc tham sân si. Vì thế giới luật ghép liền với các pháp môn khác như thiền định và trí tuệ. Ở đây chúng tôi dùng pháp môn giới luật để tu tập tâm mình, làm cho tâm được thanh tịnh, giải thoát khỏi lậu hoặc. Nói một cách khác là làm cho tâm khỏi ô nhiễm ngũ dục lạc thế gian. Đó mới thực tế giải thoát của đạo Phật. Vậy bảo chúng tôi chấp giới, mà chấp giới để làm gì? Để được người ta khen mình giữ gìn giới luật nghiêm túc. Như vậy chúng tôi tu để được khen, chứ không phải để giải thoát. Để giới luật trói buộc mình có lợi ích gì? Hay để khỏi bị tù tội, hay là để khỏi bị tuẩn sức lột áo ra khỏi tăng đoàn? Nếu đi tu mà còn sợ hãi như vậy thì đi tu mà làm gì? Bây giờ tôi xin hỏi thầy, thầy cứ thật mà trả lời. Ví dụ thầy lấy một cục phèn chua để lấm nước trong, khi nước đã lấm trong rồi thầy còn dùng cục phèn đó nữa hay không? Mà thuận tòa không? Như vậy chúng tôi dùng giới luật tu tập khiến cho tâm chúng tôi được thanh tịnh. Khi tâm được thanh tịnh thì chúng tôi còn dùng giới luật để tu hành nữa hay không? Và thường tỏa. Như vậy lúc nãy sao thầy bảo rằng chúng tôi chấp giới? Bây giờ tôi hỏi thầy lại nữa, thầy cứ thật mà trả lời. Lúc bây giờ nước đã trong, thầy có dùng đất bụi dơ để làm nước đục dơ trở lại không? Và thường tỏa không? Như vậy chúng tôi ở đây tu tập giới luật ăn ngày một bữa, ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Còn trước kia khi chưa tu tập, chúng tôi ăn ngày 3 bữa và còn ăn uống lặt vặt bánh trái cây và nước ngọt nữa. Ngủ thì suốt 7-8 tiếng đồng hồ mà còn không ngủ nữa. Nhờ tu giới luật mà chúng tôi đã thoát ly ngũ dục lạc thế gian. Hiện giờ chúng tôi thảnh thơi giải thoát hoàn toàn, không thấy đói, không thấy khát, không còn bận biểu lo ăn lo uống, không còn bận lo nấu lo nướng, và cũng không còn thèm uống ăn uống lặt vặt như trước kia nữa. Còn ngủ thì chúng tôi chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ mà thôi. Ăn và ngủ như vậy mà sức khỏe chúng tôi vẫn mạnh khỏe, lao động tốt, không thua kém ai. Được sống như vậy, bây giờ chúng tôi ăn uống ngủ nghỉ trở lại như lúc chưa tu thì chúng tôi có thể làm được hay không? Khi chúng tôi đã tự biết rõ đây là một sự giải thoát chân thật của chúng tôi, và thượng tọa không? Như vậy chúng tôi có chấp giới không? Và thượng tọa không? Tự tại vô ngại giải thoát mà còn chạy theo ngũ dục là ăn ngủ nghỉ như thầy đã nói lúc nãy, đói ăn khát uống mệt đi ngủ. Như vậy khi nửa đêm nghe bụng đói, thức dậy lấy nồi nấu cơm, đến gần sáng mới được ăn. Và như vậy đó là tự tại vô ngại giải thoát sao? Cũng như nói mệt ngủ, ví dụ lúc 5 giờ sáng hoặc 7 giờ chiều, có khi 8 giờ tối, cũng có lúc 10 giờ đêm hoặc 2 giờ khuya hoặc 3 giờ sáng, lúc đó cảm thấy mệt liền đi ngủ. Ngày hôm sau lại ngủ khác giờ giấc, vì lẽ mệt mới đi ngủ. Và sự ngủ nghỉ không chừng đổi như vậy. Và một vị thiền sư ăn ngủ không điều độ, tức là con người sống không có chừng mực, hứng hồi nào thì ăn ngủ hồi nãy. Cái lối sống như vậy mà gọi là tự tại vô ngại giải thoát sao? Thầy nghĩ gì về cái nếp sống như vậy? Người thế gian còn cũng không thể sống như vậy được. Câu nói thoáng nghe qua thì rất hay, nhưng xét kỹ thì đó là những lời dối gạt thiên hạ. Chúng tôi tu hành ăn uống phải điều độ, ngủ nghỉ phải có giờ giấc nghiêm túc.